Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để kiếm free Robux nha. Thì đầu tiên các bạn cần phải vào một cái trang web gọi là rocast.com. Mình sẽ để đường link ở bên dưới phần mô tả. Rocast.com nha các bạn. Sau khi các bạn vào trang web rocast.com thì nó sẽ hiển thị ra rất nhiều offer one, Theorem Rich, Adgame Media, rồi offer Toro, Ministaff, vân vân. Các bạn chỉ cần bấm vào một cái offer one, một cái banner trên đó và hoàn thành một cái offer thì nó sẽ có bạn, các bạn sẽ nhận được một số lượng Robux nhất định. Thông thường thì Theorem Rich là cái offer one để dễ kiếm Robux nhất nha các bạn. Hiện tại thì Theorem Rich không có bảng điều tra như nào, nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem trong một tháng này mình đã kiếm được tổng cộng là 63 Robux rồi nha các bạn. Các bạn có thể thấy rất nhiều Robux luôn. Sau khi các bạn hoàn thành một cái offer thì nó sẽ add Robux vô cho các bạn. Thì các bạn có thể thấy hiện tại mình đang có 4,7 Robux. Và công đoạn cuối cùng đó chính là rút Robux ra, thì các bạn chỉ cần bấm, khi mà các bạn bấm nút withdraw nó sẽ bắt các bạn join vô một cái group. Các bạn bấm join group nó sẽ chuyển các bạn đến một trang web khác trên Roblox và nó bạn phải join cái group đó thì bạn mới có thể rút Robux được.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một share và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. We'll be right back.